Rồi bây giờ mình bắt đầu phần tiếp theo nha. Mình đi qua cái phần về bài tập về menu. Nhưng mà trước đó thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách để các bạn có thể đó là nhập dữ liệu. Ví dụ như là nhập một cái con số nguyên n, nó phải là một đứa lớn hơn không thì mới thực hiện. Nhưng mà mình sẽ sử dụng bằng while. Thay vì trước đây nếu mà dùng while thì mọi người sẽ phải làm sao? Thực hiện được một cái thao tác đầu tiên là cho người dùng nhập được một lần. Tức là n phải có giá trị thì bạn mới có thể đi vào while mà kiểm tra, nếu n mà còn chưa thỏa điều kiện của bài toán thì sẽ cho lặp lại, đúng chưa? Còn không thì mình sử dụng do while. Thì các bạn có một cái hình thức khác, cô mượn cô chia sẻ toàn màn hình nha. Một cái hình thức khác bạn sử dụng while nhưng mà bạn không cần cho nhập trước giá trị của cái thằng n. À, đó là một cái cách mà để mình kiểm tra cho cái điều kiện luôn luôn ở trạng thái là true. Như vậy ví dụ cô có cái con n đi, được chưa? Như vậy bây giờ cô sẽ đầu tiên mặc định vô các bạn là cô cứ cho while true, tức là cô cứ để ngay tại cái phần điều kiện đó, cô để là true. Nhưng mà bên trong, tại bên trong đây thì cô sẽ yêu cầu nó là bắt đầu nó mới vô đó là gì, nó nhập nhập số nguyên dương phải chưa, tức là lớn hơn không đi. Thì như vậy lúc này cô mới see in vào n và cô mới kiểm tra đó là nếu như n của mình mà nhỏ bằng không á thì nó sẽ báo một câu đó là nhập sai và yêu cầu nhập lại, nhập sai nhập lại. Còn nếu như ngược lại, tức là n của mình là một đứa lớn hơn không, tức là điều kiện nó thỏa rồi đó, thì cô sẽ sao, cô sẽ break khỏi cái vòng lặp này. Break thì tức là mang tính chất là gì các bạn, là toàn bộ còn bao nhiêu lần lặp là nó sẽ ngưng, phải không? Cho nên vô chỉ cần mà có được thằng n kiểm tra lần đầu tiên nếu nhỏ bằng không là nhập sai nhập lại, cái đi ra ngoài quay trở lên kiểm tra thì vẫn là true mà, có cái gì đâu, tại điều kiện cô luôn luôn để là true. Được chưa? Đến một thời điểm nào đó thằng n mới nhập vào mà nó không có nhỏ bằng không thì mình sẽ break. Như vậy nếu nó thoát khỏi được cái vòng lặp này thì cô sẽ see out xuống phía dưới giá trị con n, tức là bạn biết lúc này n nó đã được thoát khỏi vòng lặp và nó đem đi ra ngoài nó tính toán đó. Thì bây giờ trong trường hợp này này, khi cô thử nè, mình cho nó 7 biên dịch trước ha, mình cho F5. Thì bạn thấy bây giờ nếu mà cô nhập sai nè là -1, enter, nó báo nhập sai nhập lại, cái nó sẽ quay trở lại các bạn. Đây tức là cái đoạn chương trình này. Nhập sai nhập lại là ngay đây, đúng chưa? Sau đó sẽ quay ngược trở ra, điều kiện vẫn là true tại vì mình luôn luôn mặc định điều kiện là true. Cho nên bây giờ sao? Lại tiếp tục nhập sai đi, ví dụ không. Vẫn nhập lại, bây giờ nhập đúng 3. Nó break khỏi vòng lặp và nó xuất được con số 3, tức là nó thoát khỏi được while rồi đó. Thì đây cũng là một cái cách thức thứ hai để bạn có thể đi sử dụng while cho nhập điều kiện dữ liệu. Còn nếu không, để cho dễ hình dung thì bạn sử dụng do while giống như mình sử dụng cũng được, tức là đi vào trong cái việc thể hiện do cho toàn bộ cái khối lệnh nhập dữ liệu báo nhập sai gì đó trong cái nhánh của do hết, và while thì sẽ là điều kiện ở phần phía sau, tức là vào thực hiện lệnh trước rồi kiểm tra điều kiện thì nó sẽ sử dụng đúng được tính chất của cái do while hơn. Cái này chỉ là một cái trường hợp để cho chị các bạn là nó muôn hình vạn trạng của cái việc thể hiện tính chất của lặp. Được chưa? Tới một lúc nào đó thì mình sẽ break. Rồi. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vận dụng và làm bài số 7. Cô xóa cái đoạn này nha. Một cách thức để cho các bạn quen thôi. Bây giờ bài số 7 của mình yêu cầu cái gì? À, cô share ra, cô cắt nó ra cho cái thông tin này nó ra hai bên đi để cho mình dễ quan sát. Bài số 7 đầu tiên là người ta kêu là một chương trình nó có cái giao diện đàng hoàng thực hiện cho cái việc tính toán, phải chưa? Một trong bốn phép tính. À, đầu tiên là cứ hiện cái menu cho chọn bốn cái phép tính này trước. Như vậy thì ví dụ đi, bạn quy ước nếu mà dùng nhánh số 1 á là nó sẽ chọn phép cộng, số 2 á nó sẽ chọn phép trừ, thứ ba đó là phép nhân, thứ tư là phép chia và thứ năm là coi như là nó muốn dừng đi, nó thoát. Rồi dĩ nhiên là bạn khi mà bạn show cái menu đó ra thì bạn sẽ yêu cầu người dùng đó là nó cung cấp cái sự lựa chọn của nó, thì nó sẽ nhập số theo cái sự lựa chọn, tùy vào cái số nó nhập mình sẽ vào mình xử lý. Nếu mà cộng trừ nhân thì chỉ việc là vào cho nhập hai số đó thực hiện đúng phép tính tương ứng. Chỉ có riêng với trường hợp đó là chọn cái case mà chia đó thì nhớ là chia không thì là không chia được, còn không thì ngược lại thì lấy hai chữ số thập phân, phải chưa? Như vậy mình sử dụng split, nó giống như ở trường hợp của lớp 3, tức là mình sử dụng theo cơ chế là set. Nhưng mà ở bên anh này thì nó không phải chỉ chạy có một lần, mà sau khi nó tính xong được trường hợp đó
thì nó sẽ quay trở lại, nó hiện cái menu đó lại để cho người dùng tiếp tục chọn một cái phép tính thực hiện mới. Nó nói vui vui giống như cái máy tính Casio của các bạn đi, và bấm lên các bạn tính toán, tính xong bài toán các bạn nhấn AC hay gì đó là nó về là cái phím giống như là xóa hết những dữ liệu của lần tính toán trước, chuẩn bị cho phép tính mới, phải không? Thì bên đây cũng vậy, tức là cũng cho thực hiện lại, tới khi nào mà hiện menu mà người dùng chọn lựa chọn thoát đó thì mình sẽ mới cho nó dừng chương trình. Được chưa? Như vậy bây giờ đầu tiên là mình cho thể hiện cái menu, cho nó tính toán mỗi một lần người dùng lựa chọn và menu có khả năng lặp lại. Như vậy mỗi một công việc khi thực hiện nè là gì? Hiện menu cho người dùng chọn là phép tính nào, rồi theo cái phép tính họ xử lý phù hợp, sau đó lại cho hiện lại menu, đúng không? Như vậy anh này thì vào là cho làm trước một lần hiện menu rồi tính toán, rồi quay ngược trở lại hiện menu. Như vậy trong trường hợp này bạn xài do while nó phù hợp hơn, phải chưa? Như vậy bây giờ sao, sẽ khai báo cái gì? Sẽ có hai biến AB nè, sẽ có cái giá trị người dùng họ chọn, tức là sự lựa chọn thứ mấy. Đầu tiên vô là mình sẽ sử dụng cho khối lệnh do while, anh này sẽ lặp đi lặp lại hoài. Đó, cái cách sử dụng đi do while đầu tiên sẽ là gì? Hiện menu, đúng không? Rồi yêu cầu đó là người dùng nhập giá trị, đúng không? Xử lý phép tính theo lựa chọn, và xử lý xong thì sao? Dĩ nhiên đó là phải trả kết quả phép tính gì đó, đúng chưa? Rồi, như vậy bây giờ hiện menu thì chẳng qua nó là cái câu xuất thôi. Như vậy anh này ví dụ như là cô nói đó là chương trình tính toán cơ bản, rồi xuống dòng mình quy ước luôn, đó là nếu mà chọn một á là phép cộng, hai á là phép trừ, đúng chưa? Hoặc phép hiệu gì đó tùy cái từ của bạn dùng. Rồi nếu người dùng mà nó chọn á là ba là phép nhân. Rồi nếu người dùng nó chọn 4 á là phép chia. Và nếu như mà người dùng nó không muốn thực hiện phép nào hết thì nó sẽ chọn cái thay số 5, tức là nó bấm 5 tức là nó muốn thoát á. Rồi yêu cầu người dùng hỏi nó là bạn chọn cái sự lựa chọn nào. Được chưa? Rồi sau khi nó chọn xong, mình nhớ vào cái giá trị của biến chọn. Như vậy chọn đã lưu trữ cái giá trị mà người dùng họ muốn thực hiện, tức là họ muốn thực hiện phép tính gì hay là họ muốn kết thúc chương trình. Rồi sau khi có chọn thì đi xuống như đây nè, phải xét dựa vào cái chọn để xử lý. Thì nếu chọn bằng 1 thì làm cộng, 2 thì trừ, 3 thì nhân, 4 thì chia. Còn nếu mà không phải 1, 2, 3, 4, 1 là bạn xét là 5, 2 là bạn xét khác từ 1 tới 4 thì nó sẽ là thoát. Thì anh đó bạn dùng if else cũng được, bạn dùng switch case cũng được. Tuy nhiên tính xong trả kết quả thì có phải đi ra ngoài phải kiểm tra điều kiện để coi menu có lặp lại hay không, tức là thực hiện lại một cái chu trình mới. Thì nó lặp lại khi nào? Khi có phải người dùng ở phép trước đó không có chọn thoát, đúng không? Đúng chưa? Như vậy không chọn thoát thì sao? Thì tức là cái sự lựa chọn của người dùng nó chỉ nằm trong phạm vi là từ 1 cho đến 4 thôi. Như vậy chọn lớn bằng 1 và chọn nhỏ bằng 4 thì cái menu này nó sẽ được tái thực hiện lặp đi lặp lại. Còn nếu như khác từ 1 tới 4 là coi như mình cho dừng. À, đó là cái yêu cầu của mình. Rồi vậy bây giờ thì sao? Trong trường hợp này bây giờ á chọn như thế này rồi, mình sẽ xét. Như vậy cô sẽ dùng switch đi. Chọn. Rồi như vậy khi mà khơi thì liệt kê mỗi khơi nó không giống nhau, cho nên không có xài đến chất bỏ break đi liên tục được. Vào khơi 1 thì làm gì đó, tức là thực hiện phép cộng. Còn nếu không thì vào khơi 2 thực hiện cái gì đó rồi cộng. Khơi 3 tương tự, khơi 4. Và nếu như thay vì bạn xét khi 5, cô sẽ cho default, tức là khác từ 1 cho đến 4 thì vào default, tức là chọn thoát đó. Thì coi như sẽ là gì? À, bạn chọn thoát, xuất ra cái câu cho nó biết. Bạn chọn thoát. Rồi, đó nó xử lý xong thì đi ra ngoài á. Nếu mà người dùng nhập một con số là không phải từ 1 cho tới 4 thì sao? Thì coi như chắc chắn là chuyện này nó sai, phải không? Nó sai thì vòng lặp không được lặp lại, tức là không có quay lại hiện menu đó mà dừng chương trình luôn. Tại vì ngay xuống là phía dưới là kết thúc chương trình. Còn bây giờ nếu mà vào khi 1 thì đầu tiên là cũng phải cho nhập hai số, đúng không? Như vậy là CL nhập hai số nguyên. Rồi nhớ vào phải hai số, phải không? Như vậy A với B. Rồi mình xuất cái gì? Xuất kết quả thôi.
thì tức là a thêm cái dấu gì các bạn, à, cộng thêm gì giá trị con b, thêm cái toán tử là gì, bằng thêm cái giá trị a cộng b, đúng chưa? Rồi nhân với lại trừ thì cũng tương tự, cho nên cô copy cho nhanh. À, số 2 là phép trừ, như vậy a trừ b trừ khi 3 là nhân, tương tự cô sửa là thành phép nhân thôi. Rồi khi 4 thì mình mới phải xử lý, tức là đầu tiên cũng vô yêu cầu là nhập, nhưng mà nếu như số kia mà sao các bạn là không, thì bạn không có tính kết quả mà bạn sẽ xuất cái gì, bạn sẽ xuất một cái câu là lỗi chia không. Còn nếu như ngược lại thì mới sẽ thực hiện phép chia, và khi chia thì lấy hai chữ số của phần thập phân AB đang là số nguyên, cho nên muốn cái kết quả phép chia mà ra số thật thì phải ép nhanh nó về, thì từ số nguyên ép nhanh về double thì cô cứ lấy nguyên nhân 1.0 thôi. Đồng thời để lấy định dạng hai chữ số phần thập phân thì phía trên mình sẽ dùng gì, IO MEM SNP, đúng chưa? Rồi IO MEM SNP xong thì sao, đi xuống dưới đây trước cái giá trị này mình sẽ là set precision, lấy hai chữ số thập phân. Rồi như vậy đây là các cái giá trị, các cái cấp mà mình sẽ lấy, đúng chưa? Rồi đó là cái giá trị mình thực hiện. Rồi tương tự đó là cứ mỗi lần vậy đi ra ngoài, nếu mà chọn khi 4 đi thì thực hiện xong cái khi này nó bị break là nó thoát khỏi switch, thoát khỏi switch thì đi ra ngoài lớn hơn bằng 1, nhỏ bằng 4, đúng đúng thì sao, quay ngược trở lại thực hiện submenu. À, đó là cái quy trình xử lý của mình. Rồi bây giờ test thử nè. Tình cho nếp 7 trước ha. Tình cho nếp 5. Đầu tiên vô hiện menu nè. Cái giờ cô muốn thực hiện phép trừ đi. 2. Nhập 2 số nguyên. 5, 2. Cách 5 trừ 2 bằng 3. Cái sau đó nó đi ra ngoài mình chọn khi 2. Cho nên là điều kiện đúng. Đúng thì quay trở lại hiện menu lần thứ 2 nè. Cái bây giờ thực hiện phép gì? Ví dụ phép chia. 4. Rồi hai đứa chia nhau. Ví dụ như 1 chia 0. Nó báo lỗi chia không, rồi lại hiện lại menu. Bây giờ cô chọn thoát là phase số 5. Thì nó báo là bạn chọn thoát, tức là mình vào cái nhánh default đó. Rồi sau đó đi ra ngoài, điều kiện của cái phần phía dưới while bị sai, cho nên là do while không được lặp lại, thì nó kết thúc chương trình. Tuy nhiên bạn thấy mỗi một lần như vậy, cái chương trình menu mà nó hiện lại nó rất là xấu. Tại vì sao? Tại vì cái kết quả lần tính toán phía trước nó vẫn còn ở phía trên. Nó cứ kéo đến cái việc đó là bạn lặp lại bao nhiêu lần là cái chương trình của bạn nó dài thòn xuống ở phía dưới do những kết quả xuất trước đó. Như vậy cô muốn á, là mỗi một lần mà nó hiện lại menu á, thì kết quả của lần tính toán trước đó đó cô sẽ xóa hết, để nó chỉ hiện cái menu hiện tại của mình cho cái giao diện chương trình của mình nó gọn. Thì cái lệnh mà để xóa màn hình trong console đó là lệnh system trong cặp dấu ngoặc kép để từ CLS, đó là viết tắt của từ đó là clean screen. Được chưa? Tuy nhiên nếu mà để này không thì nó sẽ có cái nhược điểm như thế này. Đầu tiên vô là nó chạy xóa màn hình, cái nó hiện menu, các bạn chọn phép cộng, hai số bạn muốn cộng đó là 6 với là 5 đi, cái nó có hiện kết quả đó, nhưng mà nó hiện xong cái lật đật nó quay ngược trở lại, nó thực hiện lần lặp sau đó, nó làm rất nhanh mà, cho nên nó xóa luôn kết quả đó, các bạn không thấy kịp. Như vậy là vô tình đó, nó có xuất đó, nhưng mà sao các bạn, nó không có giữ màn hình lại cho bạn coi kết quả, mà nó chạy luôn tiếp cái lần sau lặp lại là cái lệnh đầu tiên là xóa màn hình. Cho nên để thực hiện việc đó thì bạn phải làm sao, bạn phải trước khi xóa màn hình, tức là chuẩn bị cho một lần lặp mới, thì khi xuất được kết quả việc này bạn phải giữ màn hình lại một nhịp, được chưa? Mà lệnh giữ màn hình một nhịp thì có hai lệnh, một là system bound, lệnh này là lệnh giữ màn hình. Tuy nhiên lệnh này mà giữ á, thì nó giữ bằng cái câu press any key to continue. Đây bây giờ ví dụ như đầu tiên cô chọn phép trừ đi, 7 với lại 3, nó giữ màn hình bằng cái câu này press any key to continue. Cái câu này rất dễ bị nhầm lẫn, tại vì sao, người ta sẽ tưởng là kết thúc chương trình, cái lúc này bạn nhấn phím enter cái nó sẽ xóa, rồi nó mới làm sao hiện lại menu. Như vậy thì việc này vô hình chung á, nếu chọn là system bound thì cái câu này nó xóa, à xin lỗi, nó giữ màn hình, nhưng mà nó giữ bằng cái câu thể hiện giống như kết thúc vậy đó. Cho nên trong trường hợp này, để cho giữ màn hình mà chỉ bằng một cái nhịp của con chó nó nháy nháy nháy, nó đợi mình nhấn một cái phím như là phím enter để nó mới tiến hành lệnh tiếp theo, thì cô sẽ xài sử dụng lệnh này, get ch, mở ngoặc đóng ngoặc,
hoặc có rất nhiều phím khác, ví dụ như GetKey, GetCha, vân vân. Các bạn có thể xem thêm các cái ký hiệu của những cái lệnh giữ màn hình mà không phải giữ bằng cái câu Press and Key to Continue. Tuy nhiên, nếu như xài cái lệnh Shift gạch GetCH thì bạn đi lên phía trên á, bạn include những cái thư viện này vô. Tức là phải đưa nó vào cái thư viện để nó hiểu đó là cái thư viện conio.h. Anh này là để hỗ trợ cho nhớ cái lệnh nó là gì, Shift gạch GetCH nè. Rồi, conio.h xong, đi xuống dưới đây. Đây, đây là cái lệnh giữ màn hình. Thì anh này anh giữ bằng một con trỏ giữ thôi. Đây, đầu tiên cộng đi ha. 5, 7. Đây, nó cứ nháy 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 thế này thôi. Không có cái câu press any key to continue gì hết. Rồi sau đó sao? Nhấn phím enter nữa. Thế là nó xóa. Nó lại hiện menu cho mình thực hiện cách khác. Ví dụ cách nhân. 6, 8. Rồi cũng là giữ bằng một nhịp con trỏ. Nhấn enter thì nó xóa. Và dĩ nhiên khi thoát thì sao? Nó cũng giữ nhịp cho mình coi cái câu bạn chọn thoát. Rồi nó mới kết thúc chương trình. Thì lúc đó cái câu press any key to continue nó mới được thực hiện. Rồi. Đây là cái cách để cài đặt theo cơ chế của dạng menu lặp đi lặp lại. Dành ra vài phút có ai thắc mắc cái gì thì nêu nè. Rồi, có ai thắc mắc cái gì không? Sao không nghe phản ứng gì hết cả lớp? Dạ ổn cô. Rồi, có cần dừng lại một xíu để cho tự cài đặt bài này không? Dạ có. Rồi, vậy bây giờ dừng lại một xíu để cho cài đặt bài này cho 10 phút nha. Cài đặt xong rồi sau đó cô sẽ sang cái phần bài làm thêm. Rồi 10 phút thì tới 3:50. Trong thời gian này thì để tránh nó bị lag thì cô sẽ chỉ share cái màn hình code nha. Còn bạn nào xong rồi thì bạn cứ mở qua cái bài làm thêm mà xem trước. Rồi 10 phút để cho các bạn cài đặt cái phần này.
Rồi tiếp tục nha, được chưa? Bây giờ các bạn nhìn vào cái phần bài tập thực hành ở phần bài tập làm thêm. Bài 8 với lại bài 9. Các bạn tự làm được chưa? Sẽ không sửa. Bài số 8 là viết chương trình nhận vào một số nguyên n lớn hơn 0. Yêu cầu là tính và xuất ra tổng các chữ số lẻ của n. Các chữ số nha, chứ không phải là các số lẻ từ 1 tới n nha, hai cái đó khác nhau nha. Thì tổng các chữ số lẻ là ví dụ như là gì? N mà bạn nhập vào là 1027 đi. Thì có những đứa nào là chữ số lẻ? Đó là chỉ có số 1 với là số 7 thôi. Như vậy tổng các chữ số lẻ là 8. Phải chưa? Còn nếu ví dụ như bạn nhập vào con số n của bạn là 240 thì rõ ràng là 240 không có đứa nào là số lẻ hết, thì tổng các chữ số lẻ sẽ là bằng 0. Đó là cái ý nghĩa của cái bài số 8 khi mà thực hiện. Bài 8 với lại bài 9 tự làm được chưa? Bài 9 này nó yêu cầu là ước của 10 trong phạm vi từ n1 tới n2. Thế nào là ước? Nếu A chia hết cho B thì A là gì của B? A chia hết cho B thì A là gì của B? Là bội hay là A là bội của B. B là cái gì của A? ước B là ước của A. Như vậy khi đó những cái giá trị nằm trong phạm vi từ N1 cho đến N2, dĩ nhiên N1, N2 có điều kiện rồi. Mọi người phải tự check cái điều kiện. Như vậy tức là bạn muốn tìm những đứa nào mà sao? Cái thằng số 10 nó chia hết, đúng không? Trong phạm vi từ N1 đến N2. Đó là nhiệm vụ của mình. Rồi. Bài 9, bài 10, Nas được chưa? Xin lỗi, bài 8 với bài 9. dạ rồi. Rồi, bây giờ nhìn vào bài số 10 nha. Nếu 8, 9, Nas được rồi thì bài số 10. Viết chương trình nhận vào một số nguyên n lớn hơn 0. Xuất ra màn hình các giá trị thừa số nguyên tố của n. À, các giá trị thừa số nguyên tố. Thực tế tức là giống như bạn có một con số nguyên, bạn phân tích nó ra thành tích của các thừa số, mà tích các thừa số đó thì chắc chắn các thừa số đó đều là số nguyên tố hết. Tại vì nếu như bạn phân tích nó ra một cái thừa số nào đó mà thừa số đó không phải thừa số nguyên tố, tức là nó còn có khả năng chia hết. Mà chia hết thì chắc chắn là gì các bạn? Là coi như nó sẽ tìm được một đứa khác nó chia hết nữa, chứ đó chưa phải là thừa số phân tích cuối cùng. Ví dụ 126 nó chính là bằng tích của 2 nhân 3 nhân 3 nhân 7. Dĩ nhiên bạn bỏ con số 1 ra, tại vì phân tích 1 chẳng ai phân tích hết. Phải chưa? Như vậy bây giờ làm sao để tìm được những cái đứa nào là cái giá trị thừa số nguyên tố của cái con n nhập vào? Dĩ nhiên n đã phải đúng rồi. Cái việc kiểm tra dữ liệu là bây giờ tự làm. Được chưa? Bây giờ coi như n đúng rồi đó, n lớn không rồi. Bây giờ các bạn suy nghĩ cái xem làm thế nào để có thể tìm được các thừa số nguyên tố. Nào hỏi thử coi. Kêu về nhà chuẩn bị rồi đúng không? Bây giờ kêu hỏi ý tưởng coi. Kêu ngẫu nhiên ha. Số 55. Bạn số 55 là bạn Lại Anh Dạ Trung. có giáo ạ. Rồi Dạ bây giờ có nghe làm thầy sao không để ạ? phân tích số ra thành các thừa số nguyên tố bạn? Dạ em lấy số đó chia cho em cho y khởi chạy thứ hai, xem lấy số đó chia cho y, nếu mà chia chia lấy dư ạ, chia cho y mà dư không thì số đó là số nguyên tố ạ. Ủa, có đang kiểm tra số nguyên tố đâu anh. À, Đang tìm các thừa số nguyên tố mà. em đang rồi mà em khó nói lắm quá. Thì phải tập nói chứ, bây giờ nó khó nói rồi không lẽ không nói luôn. Dạ em thử điều kiện y này, nếu mà em gắn tạm bằng n
này tạm chia cho Bạn y. nói ý tưởng thì tôi không quan tâm là bạn dùng vòng lặp gì hết. Nếu như bạn nói vòng lặp thì bạn chỉ việc đó là lặp lại hoặc là trong khi như thế nào. Em lấy tạm chia xem nó có chia hết cho y thì rút ra y, rồi em lấy cái số đó chia cho y thì lấy được cái số đằng trước nó, số còn lại ạ chia lấy phần dương lấy phần nguyên ạ. Là sao nữa? Nếu nó không chia Em hết ạ. thì sao? Dạ nó không chia hết thì nó không phải là thừa số nguyên tố của số đó đâu. Thì biết rồi, nhưng mà phải làm sao cho em nói kiểu đó thì làm sao cuối cùng phân tích nó ra được rất nhiều thừa số nguyên tố. Ví dụ như các thuật toán, nếu nêu ý tưởng là bạn đang nêu ngôn ngữ tự nhiên thì bạn phải nêu được từ cái việc là khi nhận cái giá trị thằng n, tức là nhập n xong thì quy trình các bước của bạn nó sẽ vận hành như thế nào. Ví dụ 126 là bạn phải trả ra được các con số thừa số của nó là bao nhiêu? Là 2, là 3, là 3, là 7, tức là thằng 3 phải thực hiện tới 2 lần. Như vậy thì khi đó bạn phải nêu à khi nào việc gì, bạn làm gì, khi nào bạn làm gì, khi nào bạn làm gì, tức là nêu từng bước chứ nêu ngồi phơi phơi vậy em. Nãy giờ làm bao nhiêu bài rồi? Dạ. Dạ. Thừa số nguyên tố Sao bây giờ gom cái bài này lại đi ha. Đó, bây giờ nêu, bây giờ nêu ngôn ngữ tự nhiên mình nêu dưới đây đi. Đầu tiên chắc chắn là phải nhập n rồi bước 1. Nhập n. Và tôi cho một dải như vậy đi cho dễ xử. Và khi nào kết thúc thì sao xuyệt ha. Rồi bây giờ bước 1 là nhập n. Bước 2 á, đây là điều kiện của bài toán của mình á. N lớn hơn 0. Như là vậy kiểm tra điều kiện ạ. lặp lại việc nhập nếu n còn nhỏ hơn bằng 0. Rồi bước 3 làm cái gì? Giờ bước 3 là gắn y bằng 2 ạ. Y bằng 2. Vâng. Em suốt luôn là các từ số nguyên tố. À không phải, em thực hiện quá trình lặp là y nhỏ hơn hoặc bằng n. À, bước 4 lặp lại. Đọc cái câu cô nghe coi. Y nhỏ hơn hoặc bằng n. Thì sao? Thì bên trong em lặp một lượt nữa. Thì tôi kêu là viết cho tôi ra thành một cái câu tiếng Việt đàng hoàng coi, là ngôn ngữ tự nhiên làm mấy chục bài rồi mà bây giờ ngồi viết không xong. Thì câu đó sẽ viết như thế nào? Nếu y nhỏ hơn bằng n. Nếu là coi như là thấy cái việc đó là coi như là XL rồi đó. Bây giờ nó muốn nếu là nếu y nhỏ bằng n. Rồi sao nữa? Sao nữa?
À, bên trên em gắn tạm bằng n nữa. Ở bước mấy? Bước 3 ạ. Bước 3 gắn tạm là bằng n, rồi sao nữa? À, vẫn ở bước 4 thì em nếu mà y nhỏ hơn bằng n em lại nạp một lần nạp tạm phần trăm cho y bằng Đọc không cho tôi đó là bước mấy? bước 5 ạ. Vậy giờ cái bước 4 là để như khơi khơi vậy hả? À, cái nắp thứ hai em nó vẫn ở trong bước 4 nhỉ. Là sao? Cô là nọc các bước nếu như Bây giờ sửa ở bước nào? đang ở bước 4 ạ, em viết lại từ đầu đến bước 4 ạ. Rồi biết sao? Nọc các bước sau nếu n nhỏ hơn bằng 0. Mất giá trị gốc rồi. Lấy tạm để làm gì không biết. Tạm tạm nhập em nhập. Lặp lại các bước sau nếu tạm đáp không? Anh từ từ chạy của số nhân tố là lớn mà. Bà này bạn chuẩn bị ở nhà chưa? Dạ ông đấy em có ngồi em code luôn em không viết bằng lời ạ. Nếu code được thì bây giờ phải nói cái này được chứ. Vậy chứ cái đoạn code của bạn thì cái việc này đó là tạm của bạn thế nào, với lại không thì sẽ là được lặp lại. Cô để em chút ạ. À không ạ, cái đấy của em thì là em sửa lại là y nhỏ hơn là bằng tạm ạ. Em bị lộn. Dạ vâng. Để lặp lại Và những bên việc gì? trong vâng lại đọc lại một lượt nữa là đọc Cái lại gì các mà bước lại một nếu lượt nữa? đại cái nắp của em là bên con của cái nắp bước 4 nhỉ. Bên trong là cái gì nữa? Tạm phần trăm cho y bằng bằng không ạ. Thì điều kiện của việc lặp lại đó là cái gì? À, lặp lại các bước sau nếu gì? Các bạn nói đó là lặp con bên trong. Nếu sao vâng nếu tạm phần trăm cho y
bằng bằng không. Lặp Thì lại những cái là output y ạ. Suất y ạ. Suất cách. Suất thì khoảng xuất trắng y ạ. đó, tôi gọi là xuất y đó, rồi xong rồi nói tiếp đi. Rồi suất khoảng trắng ạ. Để cho nó cách đấy ạ. Thì biết là xuất Dạ y và vâng. spray, vừa lòng chưa? Dạ vâng. Thì tiếp theo làm là Rồi gì? tạm tạm bằng tạm chia y ạ. Rồi, rồi y cộng cộng này. Hết cái nạp còn này. Dạ vâng. Đã chưa? Dạ hết rồi ạ. Rồi bạn chạy tay cho cô đi. Ví dụ N là bằng 1, 2, 6. Rồi đâu bây giờ đồng chí cho đồng chí xem màn hình nha, đồng chí chạy tay cho nó dễ nha. Chạy tay theo đúng Dạ các vâng. bước mà nãy giờ đang đang thực hiện đó. Dạ vâng. Rồi bạn xem màn hình bạn chạy tay đi để bạn kiểm chứng thuật toán của bạn. Dạ cô thấy chưa? Phóng to lên bạn rồi bạn chạy từ bước 3 đi, chứ còn bước số 1, bước 2 thì các bạn mình nó tự viết, nó chạy cũng việc kiểm tra dữ liệu đầu vào rồi. Dạ vâng, y khởi tạo nghĩa là bằng 2 ạ. Đợi em chút. Ban đầu nếu mà 126 126 và chia lấy dư chia cho 2 thì nó bằng 63. Các bước như thế nào? Hồi nãy mới sửa xong, bây giờ chạy vô lấy 126 rồi xuyệt chia 2, vậy là sao? Bước 3 thì đầu tiên ghép y bằng 2, tạm bằng n, như vậy tạm bằng mấy? Bước 4 của bạn là cái gì? Là một cái vòng lặp. Rồi bên trong bạn có một cái vòng lặp, và khi kết thúc vòng lặp con bên trong thì bạn tăng y. Là bằng 126 lấy tạm chia cho y Chưa vô chưa, tạm chia điều kiện xét là cái gì ở bước 4? Trời ơi, chạy tay bao nhiêu lần nãy giờ bạn mình đầu giờ nó cũng chạy mà em. bước 4 là 2 nhỏ hơn Bước 4 26 ạ. là lặp lại các bước sau nếu y nhỏ bằng tạm của bạn đó. Dạ vâng ạ. Y nhỏ bằng tạm thì là 2 nhỏ hơn 126. Thì 126. Nhỏ hơn bằng bên trong là bạn chạy cái vòng lặp gì đó, xong rồi sau đó chạy xong vòng lặp đó thì mới tăng y. Được rồi. Ừ không. Hôm qua thì đi chơi Adidas rồi.
Chứ không. Hai sáu chia cho hai bằng không bằng 63. Bằng 6 6 3 3 bằng 3 bằng 3 3 nhỏ hơn hoặc bằng 3. Tại sao lúc đó mà y bằng 3 được? Cái y việc mà cộng bạn cộng đang đi kiểm tra là 126 chia cho 2 dư 0 thì là nó đúng, thì bạn xuất 2. Rồi sau đó bạn cho cập nhật tạm là bằng cái kết quả nguyên của phép chia tạm chia cho 2, tức là chia cho y hiện tại thì nó đang là bằng 63. Nó phải quay lại nó kiểm tra nữa chứ, chừng nào cái vòng lặp công bên trong nó dừng thì y mới tăng. Mà hồi nãy bạn thiết kế như vậy mà, như vậy thì đâu có khẳng định liền đó là y bằng 3 ngay đó, mà phải thêm một lần so sánh nữa rồi mới có thể khẳng định chứ. Trời ơi, đây có cái gì đây? 63. Ui, trời chỉnh nhá. 15 không được, 15 không được. 63. Chia số. Okay. Hai một cái gì xin một bài được chưa cô? Bạn trình bày sao để cho người khác hiểu kết quả bằng chạy tay á. Mười điểm văn.
Thế nào mà một con số đem chia cho đứa nào thì chắc chắn là đều lấy được cái chữ dư. Viết như vậy thì làm sao được? Khổ ghê, cái điều kiện của mình kiểm tra sẽ là cái gì? Nếu như nó dư không á thì nó làm sao? Hoặc là nó dư một thì nó làm sao? Giả sử như vậy, chứ còn lúc nào bạn cũng ghi đó là dư xong bạn viết vậy, tôi nói thiệt như cái việc mà bạn viết về xong bạn đưa một bạn khác nó đọc vào, nó sẽ không hình dung được cái thuật toán của bạn luôn á. Bạn viết là mình bạn hiểu á. Bây giờ điều kiện để lập lúc đó sẽ là gì? Chia lấy dư bằng không. Ai chia ai dư cái gì bằng không? Tạm chia y dư không. Tạm chia y dư không thì bây giờ bạn kiểm tra thôi, bạn đưa vào đó là gì? Tạm của bạn đó là nhiêu? Hiện tại đang là mấy? 7. 7 chia cho y là mấy? Cho 4. Thì dư mấy? Có dư không không? Dư không, nếu mà dư không đúng hay là sai? Điều kiện nào là dư không thì cứ ghi đó là dư không, là đúng hay sai? Thì viết như vậy người ta mới hiểu là điều kiện kiểm tra của bạn là cái gì. Chứ còn hồi nãy tự nhiên cứ viết là 7 chia 5 dư. Ai mà biết chia cho 5 là dư cái gì? Tương tự mấy phía trên cũng vậy luôn. Sao vậy?
Nó học. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Rồi đi xuống dưới tới được giá trị mấy rồi? Ui chết mẹ. 6 đấy. Vào đúng lúc luôn. Anh này. Chưa kết thúc vòng lặp đó là chưa có xuất được gì, nãy giờ em xuất à, rồi. À vâng vâng. Chưa. Kết thúc vòng lặp đó là bạn kết thúc vòng lặp bên trong mà. Thì làm gì nữa? Thiếu. Rồi bạn mình chạy tay xong các việc này, có bạn nào thắc mắc gì cái đoạn chạy tay này không? Tuy nhiên các bạn thấy nó sẽ có một vấn đề là cái gì? Mỗi một lần bạn mình á, nó còn xét cái giá trị của cái biến y nào đó của bạn mình á, và còn nhỏ bằng tạm á, thì bạn mình chạy vô thực hiện hai việc. Việc thứ nhất là một cái vòng lặp. Việc thứ hai là sau khi chạy xong cái vòng lặp thì sẽ tăng giá trị của cái biến y lên một đơn vị. Còn cái vòng lặp bên trong mà để thực hiện á, là bạn coi nếu như mà tạm mà phần trăm cho y mà còn bằng không là bạn với mình nó cứ xuất liên tục thằng y đi ra, còn thêm khoảng trắng hay thêm dấu phẩy gì đó thì tùy, phải chưa? Rồi sau nữa cập nhật cái biến tạm như vậy, cái vòng lặp bên trong nó có được thực hiện hoài cho đến khi nào mà nó không chia hết cho thằng y nữa thì nó dừng, thì nó mới tăng thằng y lên một đơn vị. Tức là nếu chia hai mà chia hết ngoài đó thì cứ xuất hai đi ra ngoài hoài cho đến khi nào mà không chia hết thì mình sẽ làm sao để cái chương trình đó đi bạn ơi? Khoan, là sẽ tới khi nào, tới một lúc nào đó mà nếu nó không chia hết nữa thì nó phải tăng y lên. Nó tăng y lên mà đi ra ngoài, y vẫn còn nhỏ bằng tạm thì bạn mình lại tiếp tục lấy bằng tạm chia cho thằng y. Thực hiện mỗi nhiệm vụ như vậy. Thì bây giờ bạn mình thấy, bạn thấy là cái việc mà lập rồi bên trong cái tỷ lệ mà nó lập với số lần như vậy nữa, bạn có thể bỏ cái việc lập bên trong được không? Bạn hoàn toàn có thể bỏ được cái việc lập bên trong. Bạn kiểm tra cái gì? Có phải bạn phân tích tới một lúc nào đó thằng tạm của bạn á, nó còn giá trị có thể đem chia nữa, tức là tạm của mình mà lớn 1 á, thì vẫn còn phân tích. Mỗi lần như vậy thằng y trước đó, trước vòng lập bạn đã khởi tạo cho nó là bằng 2 rồi. Điều kiện lập đó là trong khi gì? Tạm này còn lớn 1. Nếu tạm chia hết cho y thì sao? Xuất thằng y ra phải không? Rồi thêm cái space khoảng cách gì đó tùy các bạn.
Rồi sao? Cập nhật thằng 8 là chia cho thằng y mà lấy phần nguyên. Còn nếu như nó chia không hết thì sao? Nó chia không hết thì tức là giá trị đó làm sao? Không chia khỏi, tức là nó không phải là thừa số nguyên tố, thì lúc đó mới tăng y. Thì rõ ràng nếu mà sử dụng như vậy thì đâu có cần phải lập vòng lập bên trong nữa, làm gì cho phức tạp. Thằng y đang bằng mấy? Thằng y bằng 2. Nếu tạm còn lớn 1, tức là còn giá trị số để có thể tách được. Nếu tạm phần trăm cho y bằng bằng 0 thì xuất y ra thêm cái space, đúng không? Còn nếu như tạm phần trăm cho y mà không có bằng 0 thì không có xuất ra. Đơn giản vậy thôi. Vậy nếu chia hết xuất y ra, sau đó xuất y ra được thì phải sao? Cập nhật thằng tạm là bằng kết quả phần nguyên phép chia cho y. Rồi sao các bạn? Quay ngược trở lại kiểm tra, nếu tạm còn lớn hơn 1 thì lại tiếp tục. Còn khi nào thì y tăng? Đó là khi tạm chia cho y mà có chia không hết. Nhưng vậy lúc đó tôi xài một vòng lập thôi, khỏi phải xài hai vòng lập. Cái việc mà bạn yêu cầu máy nó thực hiện nhiều vòng lập bên trong thì nó làm sao? Nó thực hiện nhiều cái tác vụ công việc hơn thôi, phải không? Dạ vâng ạ. Rồi đâu chương trình của bạn đâu? Dạ. Rồi zoom to cái code lên bạn. Rồi có thấy chưa? Rồi bạn test thử chương trình, bạn cho một con số khác đi, ví dụ như là đầu tiên thử trước là 126 đi. 2337 thôi. Cho em xin 3 giây em thay. Rồi còn bạn nào thắc mắc gì với cách này của bạn mình không? Trước khi cô nói sang cái phần cách đó là sử dụng một vòng lập thôi, thay vì đó là sử dụng tới hai vòng lập mà nó cho lòng nhau. Rồi đồng chí về tập lại cái cách thể hiện ngôn ngữ tự nhiên với lại chạy tay nha. Dạ vâng ạ. Yếu cái điểm đó nha. Dạ vâng. Rồi, ưu tiên thì vẫn cộng cho tên gì em? Quên mất tiêu rồi. Là anh Trung ạ. Nhưng mà về phải chỉnh sửa mấy cái kia chứ nó không còn rất là yếu cái phần mà trình bày ý tưởng với lại chạy tay đó. Dạ vâng ạ. Để cảm ơn ạ. Rồi, dấu cộng. Rồi bây giờ cô mượn quyền lại nha lớp. Cô demo lại cái việc là các bạn sẽ chỉ sử dụng một vòng lặp thôi, thay vì bây giờ sử dụng quá nhiều lần lặp, phải không? Thì đâu có cần thiết tới cái việc mà phải lập hai vòng lặp lòng nhau đâu.
Ý tưởng thế này thì đơn giản thôi, tức là bạn cứ việc cho nhập n trước y á, tức là cái thừa số nguyên tố mà nhỏ nhất á, là từ 2 thôi, tạm thì cho bằng n để mình tránh làm thay đổi giá trị gốc. Nếu như mà cái thằng tạm này mà chia hết cho y thì có phải y chính là một thừa số nguyên tố không, thì cứ việc xuất nó ra. Cứ việc xuất nó ra, xuất xong rồi á, mình đâu có biết chắc là lần sau cái thằng y nó có thể cũng là thừa số nguyên tố thứ hai. Tại vì ví dụ như nó là các thừa số nguyên tố như 2 nhân 2 nhân 2 nhân 3 nhân 3 rồi nhân 7 thì sao? Được chưa? Cho nên đó là nếu một đứa nó chia hết thì khoan hãy vội tăng cái giá trị của thừa số mà để đem đi chia. Tại vì mình phải kiểm tra tiếp coi nó có còn chia hết không. Nếu nó chia hết thì nó lại một lần nữa là thừa số nguyên tố nữa, thì lại xuất thêm. Trừ khi chừng nào mà bạn chia mà nó không chia hết á, thì lúc đó bạn mới tăng thằng y của bạn lên để bạn đi tìm một cái thừa số nguyên tố mới. Như vậy cái việc đó sẽ cho lặp lại các lệnh sau, nếu nếu cái gì nếu tạm của mình sau khi mỗi lần mà phân tích kia mình phải cập nhật nó tới khi nào nó bằng một là dừng, một là coi như đâu có còn đứa nào nữa đâu để chia phải không, cho nên nếu lớn một thì mới làm, bằng một có thì dừng. Như vậy những lệnh mà nó thực hiện sẽ là cái gì? Thứ nhất là đi vô trong kiểm tra, nếu tạm chia hết cho y thì xuất y đúng không, thì cái gì thực tế làm cái nhiều việc lắm. Thứ nhất xuất y và space, nếu như các bạn mình muốn nói, tức là ví dụ chia hết cho hai, xuất hai với lại khoảng trắng ra, hoặc là hai rồi dấu phẩy gì đó tùy. Nhưng mà lần sau thằng y này có thể là nguyên tố lần thứ hai, thừa số nguyên tố lần thứ hai, cho nên lúc này chỉ việc gì cập nhật tạm là bằng gì các bạn, bằng tạm chia cho y đúng không, tức là lấy kết quả phần nguyên. Ví dụ như là con số 126 đó, chia hết cho hai đúng không, chia hết cho hai thì coi như đó là xuất hai ra và space, sau đó phải tính cái kết quả thương còn lại sau khi đã phân tích bởi chia cho hai, tức là 126 chia cho hai thì nó lấy phần nguyên thì nó được là nhiêu, 73. Rồi 73 mình lại quay trở lại kiểm tra, lúc này 73 của mình còn lớn một, chạy vô kiểm tra có chia hết cho y không, thì 73 chia cho hai là không chia hết, cho nên là sao, cái đoạn mà xuất y với lại cập nhật tạm này là không có được làm, phải chưa? Rồi còn nếu như ngược lại, tức là nó không chia hết, rơi vào trường hợp không chia hết thì sao, đúng không? Ngược lại thì tăng y lên một đơn vị, tức là đó trong trường hợp 73 chia cho hai không hết, không hết thì tăng y lên một đơn vị, tức là lên ba. Ba thì lúc này tạm của mình không, chưa được cập nhật cho cái thằng này nó có đúng đâu, cho nên tạm vẫn là 73. 73 vẫn lớn một, tạm chia hết cho y không, y nãy mới tăng một đơn vị là lên 3 thì chia hết cho 3, cho nên xuất 3 và space. Như vậy nãy giờ mình được 2 space rồi 3 space, cập nhật tạm thì 73 mà chia cho 3 lấy phần nguyên thì nó còn nhiêu, 21 phải không, đúng chưa? Rồi vậy lúc này sao, không có tăng y, tại vì tăng y là trường hợp ngược lại mà, cho nên 21 lớn hơn 1. 21 lớn hơn 1 thì sao các bạn? Lấy tiếp tạm, hiện tại đang là 21 đúng không? Đem chia cho mấy? Chia cho y, y nãy giờ đâu có tăng thì vẫn là 3. Như vậy mà 21 mà mình chia cho 3 thì nó chỉ hết không? Nó chỉ hết. Đúng không? Phải chưa? À xin lỗi, nãy như nói nhầm con số đúng không? 126 chia cho 2 lần đầu tiên. Cập nhật xong là nó còn mấy các bạn? 63 chứ, chia cho 63 sáu ba, nãy như nó nhầm 73 đúng không, đang nghe thấy nó im im. 63, 63 chia 3 lần sau thì chia hết phải không, đưa ra được con số 3 nữa rồi, sau đó cập nhật thì 63 chia 3 thì nó mới còn 21. 21 thì lúc này sao, quay trở lên thì vẫn lớn một, chia cho 3 vẫn chia hết đúng không, thì coi như xuất được 3. Như vậy nãy giờ bạn được là 2 cách 3 cách 3 cách rồi, rồi cập nhật thành 8 thì nó còn là nhiêu, 7 đúng không? 7 đi ra ngoài kiểm tra, 7 lớn 1. 7 có chia hết cho y không? Y đang còn là 3 đó, đâu chia hết. Cho nên đi xuống cái nhánh ngược lại, tăng y lên 1, như vậy y lên 4. Phải không? Rồi, như vậy quay ngược trở lên, 7 còn lớn 1. 7 chia hết cho 4 không? Không, đi xuống nhánh ngược lại là tạm vẫn còn là 7 nhưng mà y lên 5. Quay ngược trở lên, 7 lớn 1. 7 có chia hết cho y không? Không, như vậy xuống ngược lại, y lên 6. Tạm vẫn là 7 lớn 1. 7 có chia hết cho 6 không? Cũng vẫn không, đi xuống ngược lại.
y đơn, 1 nữa là lên 7. 7 vẫn lớn 1. 7 có chia hết cho y không? Y đang là 7, 7 chia hết cho 7 chứ. Cho nên sao? Xuất y là xuất 7. Sau đó cặp nhật tạm là bằng phần nguyên, cách chia nó cho y, 7 chia 7 nguyên còn 1, 1 quay trở ra. Kiểm tra điều kiện, 1 có lớn 1 không? Sai, sai vòng lặp dừng. Thấy nó nhẹ nhàng công việc hơn, hồi nãy là bạn mình nó phải cho lặp bên trong chứ. Như vậy thì rõ ràng bạn chỉ cần thể hiện như thế này là nó đủ rồi. Rồi có ai thắc mắc gì về bước ngôn ngữ tự nhiên này không? Dạ không ạ. Rồi, bây giờ nếu mà coding tự chuyển được không? Nhìn về tự chuyển được chưa? Được cô. Rồi, hy vọng là được ha. Rồi về nếu mà ai có quên thì tự coi lại video để tự điều chỉnh. Rồi, bây giờ sang bài số mấy? Bài 10 xong rồi. Bài 11 nói cho nghe để biết các cách làm. Chuyển một số dạng nhị phân sang hệ thập phân, tức là hệ 2 sang hệ 10. Ví dụ như cô có con số đó là 110. Nè, ví dụ. Này là hệ 2 rồi phải không? Cái này coi như bạn muốn kiểm tra một đứa này có phải nhập vào hệ 2 hay không thì bạn cũng có thể kiểm, nhưng mà nó cũng hơi phức tạp, tức là phải kiểm từng chữ số chỉ rơi vào trường hợp 0 với 1 thôi. Thì thôi coi như giả sử là dữ liệu nhập đúng đi. À, n là 110 thì tức là giá trị hệ 10 của nó sẽ là nhiêu? Dạ bằng Phân sẽ 6. là n bằng 6 đúng không? Rồi vậy anh này là coi như là nhị phân này là 10 thì thập phân phải là 6. Như vậy làm sao để có thể chuyển nó qua hệ 10 bây giờ? Bạn tách từng chữ số thôi. Tách từ phải sang trái. Đầu tiên bạn tách được con số 0 thì có phải là bạn sẽ có 0 nhân cho 2 mũ mấy ở lần đầu tiên các bạn? 2 mũ 0 đúng không? Cái này học chuyển hệ rồi. Dạ vâng. Như vậy tiếp tục làm sao? Chặt bỏ bớt con số 0 cuối đi. Thì giống y chang cái bài ngoài phân tích số mà nè. Tiếp tục lấy tiếp hàng đơn vị tiếp theo là lấy được con số 1, tức là chặt bỏ bớt đuôi của 110 thì bạn còn 11. Sau đó bạn lại tiếp tục bạn sẽ lấy được thằng 1. Thì bạn sẽ nhân cho nó với 2 mũ mấy. Lúc này sẽ là 2 mũ 1. Như vậy bạn cần có một cái biến, ngoài cái việc là cái biến chữ số tách mỗi lần lập, cần có một cái biến là số mũ bắt đầu từ 0. Mỗi lần lập xong thì tăng số mũ này lên một đơn vị. Đây lần thứ hai là lần đầu tiên thì nó là không nè, lần thứ hai lấy được chữ số nữa thì nó phải lên là một. Như vậy là lại tiếp tục sao? Chặt bỏ bớt cái đuôi là coi như 11, chặt bớt đuôi còn mỗi số 1 thôi. Như vậy tách được số 1 cuối cùng, nhân nó cho 2 mũ mấy thì lúc này phải lên đó là 2 mũ 2. Rồi lúc này không còn chữ số nữa thì dừng. Thì các kết quả nãy giờ mỗi lần tính vô thì chính là nó, tức là chữ số tách được nhân cho 2 mũ mấy thì có thể sử dụng hàm fold 2 mũ mấy, 2 mũ cái biến số mũ á. Biến này khởi tạo bằng 0, sau mỗi lần lập tăng một đơn vị. Rồi cuối cùng là số kết quả tổng cộng dồn ra thôi. Phải chưa? Như vậy bây giờ nếu mà trình bày lại theo đúng các ý là gì? Bước 1 nhập số nhị phân đúng không? Rồi mình giả sử là số nhị phân đúng đi, chứ nếu không viết cái đoạn kiểm tra nó hơi dài. Tức là phải tách từng chữ số, rồi kiểm tra coi từng chữ số của nó có phải chỉ có là 0 hoặc là 1 không. Nếu mà có một đứa nào nó vi phạm, nó không phải là không hoặc là một thì mình báo liền, à mày không phải là số nhị phân, được chưa? Đó là cái cách kiểm tra đó. Cái đó về nhà tự suy nghĩ cái cách. Cô giả sử bước 1 là nhập đúng đi, bước 2 cô sẽ gì? Cô gán cho cái số mũ á nó bằng không, được chưa? Rồi cô gán gì? Cô gán lấy thằng số nhị phân này nè, nó gán vào biến tạm để giữ giá trị gốc thôi chứ không gì hết. Sau đó bước 3 cô làm cái gì? Lặp lại các lệnh sau đây, nếu tạm còn sao lớn không, đồng thời mình phải có cái giá trị để mình cộng dồn, đó chính là giá trị thập phân để lưu kết quả đó. Bây giờ khởi tạo bằng không tại vì nó sẽ cứ cộng vào liên tục đúng chưa. Lặp lại các lệnh gì, lệnh gì các bạn? Thứ nhất lấy chữ số đúng không, chữ số bằng cái gì? Được tính bằng tạm phần trăm cho 10 Con trăm cho mười. đúng không? Thập phân bằng gì? Thập phân trước đó tức là cộng dồn vô đó cho giá trị gì? Chữ số tách được nhân cho 2 mũ mấy đúng không? 2 mũ số mũ. Như vậy nếu mà bạn nào mà muốn viết theo đúng lập trình để cho bạn dễ nhớ thì đây là fold, còn không thì ghi ngôn ngữ tự nhiên thì ghi đó là nhân cho 2 mũ mấy luôn. Như vậy fold này chính là gì? 2.0, tại vì nó nhận vào double rồi cái giá trị số mũ đúng không?
Dạ tôi muốn tôi tính xong cái thằng số hỗn này sẽ tự tăng nha. Đó, còn không đến nào không nhớ cái này thì thôi để như vậy. Xong sau đó thì sao? Mũ tăng một đơn vị để lần sau làm gì? Tiếp tục lấy chỉ số mới, đồng thời thằng tạm của mình sẽ phải làm sao? Chặt bỏ bớt cái đuôi, đúng không? Tức là chia cho 10 lấy phần nguyên để làm gì? Lần sau thì còn chỉ số thì mới tắt tiếp chứ. Thì đó xong rồi. Đúng không? Rồi bước cuối cùng là gì? Xúc thôi phải không? Bước cuối thì đứa nào không biết nữa là sợ luôn nè. Bước 4 là xúc gì? Xúc thập phân ra. Xong rồi. Rồi dừng cho vài phút. Ai thắc mắc thì cứ nêu. Còn không thì xíu cô sẽ nói nhanh qua hai bài khác. Chủ đạo là chỉ có cái bài số 13 là cái dạng mới với các bạn thôi. Còn bài số 11 với 12 nói ý tưởng ra cho ngôn ngữ tự nhiên thì chắc là các bạn có thể truyền thể được. Rồi cho vài phút có thắc mắc cái gì á thì hỏi. Xong thì thực tế cái bài số 12 nó còn dễ hơn nữa. Tách từng chữ số mà cái chiều chữ số khi xúc là chiều từ trái sang phải, tức là 3 4 5 6 kêu xúc ra là 3 rồi 4 rồi 5 rồi 6. Nếu kêu xúc cái chiều mà 6 rồi 5 rồi 4 rồi 3 thì dễ rồi phải không? Thay vì là mình tính bài số 4 số 5 là mình phải tách từng chữ số cộng vô rồi tính số đảo ngược, giờ chỉ cần lấy được từng chữ số xiao ra thôi phải không? Bây giờ nó hơi ngược. Nó bắt số từ trái sang phải. Thì sao? Lấy con số 3456, tìm số đảo ngược của nó đi. Thì nó sẽ ra được là 6543. Thì với con số 6543, bạn xuất từ phải sang trái các chữ số, có phải bạn ra được 3 rồi 4 rồi 5 rồi 6 không? Thì nó là một cái mẹo thôi chứ không gì hết. Được chưa? Đảo ngược nó trước. Thì sau đó xuất các chữ số của nó thì chính là từ trái sang phải. Cách khác là bạn có thể đếm số lượng chữ số của nó trước. Ví dụ như biết nó có 4 chữ số thì cái đứa chữ số lớn nhất nó sẽ chính là kết quả phần nguyên của phép chia số n đó, hay là bạn gán vào tạm thì sẽ là cái số tạm đó chia lấy nguyên cho 10 mũ số lượng chữ số trừ 1. Thế là 4 thì coi như là 10 mũ 3, thì có phải 3456 chia lấy nguyên cho 10 mũ 3 thì tức là chỉ lấy nguyên cho nhiêu 1.000 đó, phải không? Thì nó ra được 3 thôi. Rồi tìm phần dư phép chia cái 3456 đó cho 1.000 thì nó sẽ ra được là 456, tức là thay vì chặt đuôi thì bây giờ chặt đầu đó. Thế là chặt cái phần đầu đi. Thì còn 456 thì bây giờ số lượng chữ số giảm 1 đi, nó còn là 3 chữ số. Thì tiếp tục lấy 456, nó muốn tách số 4 thì lấy nó 456 chia lấy nguyên cho 10 mũ số chữ số trừ 1, tức là số chữ số đang là 3 thì sẽ là 10 mũ 2, tức là chia lấy nguyên cho 100, đúng không? Còn nếu ví dụ có 5 chữ số thì hồi nãy là lần đầu tiên thì sẽ là chia lấy nguyên cho 10 mũ số chữ số trừ 1, tức là 10 mũ 4. Bạn cứ dựa trên nguyên tắc như vậy thì bạn cũng thực hiện được, tức là đề nào bạn cũng làm hai vòng lặp hết á. Tôi nói chắc chắn lần lặp thứ nhất, hai vòng lặp này nó rời nhau nha. Lần lặp thứ nhất là nếu mà bạn làm theo cách số đảo ngược thì bạn phải thực hiện một cái vòng lặp để bạn đảo ngược nó. Rồi cái lệnh thứ hai sau khi vòng lặp trên kết thúc thì vòng lặp thứ hai sẽ được bắt đầu, đó là đi lấy từng chữ số và xuất ra theo chiều từ phải sang trái. Còn nếu ai làm theo cái cách đếm chữ số giống như cô nói thì vòng lặp thứ nhất á, là bạn dùng để đếm số lượng chữ số của con số n mới nhập, rồi bạn nhờ vào số lượng đó để bạn tiếp tục chạy vòng lặp thứ hai, mỗi lần bạn đi theo chiều từ trái sang phải. Hai cách, ai làm cách nào cũng được đối với bài 12 hết nha. Rồi dành ra cho vài phút thắc mắc thì hỏi trước khi cô chỉ dạng bài cuối, đó là dạng bài số 13. Dạ cô ơi, cô cho em hỏi bài 12 á cô, nếu mà làm theo cái cách đảo ngược á thì nếu mà nhập cái số mà ví dụ cho nhập là 5400 thì khi mà xuất ra thì nó chỉ có 54 thì nó mất hết hai số 0, thì mình làm cách nào? Đúng rồi, thì trong trường hợp đó em phải thêm cái điều kiện nữa, tức là lúc đó chắc chắn bạn sẽ bị mất một chữ số, đúng không? Dạ, tại vì dạ. Ví dụ như 450 thì nó ra còn có 54 thì nó mất chữ số mất rồi. Thì trong trường hợp đó cái lúc mà xuất cái giá trị đó thì bạn phải làm sao? Bạn phải suy nghĩ tới cái việc là mất, thì trong trường hợp đó, trường hợp đặc biệt là phải biết là nếu trong trường hợp đó thì nó chỉ còn là 54 thì lúc đó bạn phải tự cho biết trước là tiếp tới chừng mà xuất các chữ số và có con số 0 phía trước. Thì thêm một cái ý thôi, nếu, đúng không?
Nếu chữ số cuối mà là không thì lúc anh sẽ làm cái việc gì đó, có thể bật trạng thái một cái lá cờ lên, cái tay chừng mà xuất các chữ số thì chiều từ phải sang trái, nếu lá cờ của mình đó là bằng true hay cái gì đó, tức là chữ số cuối cùng mà là không thì mình sẽ có xuất trước là con số không, hiểu ý không? Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cho vài phút chiêm nghiệm cuộc đời xong sau đó nói về 13. Rồi, được chưa? Qua bài số 13 nhé. Được chưa lớp? Dạ được rồi. Dạ Rồi. rồi. Để bài số 13 cô sẽ full toàn màn hình để xíu demo cho các bạn dễ quan sát. Bài số 13 nó là một cái dạng tính chất rất rõ của cái việc mà xây dựng các giá trị biểu thức trong vòng lặp bằng việc kiểm tra giá trị, tức là kiểm tra trạng thái nhé. Nhưng mà cái việc này đó là kiểm tra trạng thái nhập,
Tại vì nếu như mà người ta nói là cho nhập một dãy số liên tục tới khi nào nhấn không kết thúc á, thì cái đó bạn kiểm tra theo kiểu giá trị cầm canh. Nhưng mà ở đây là bạn nên kiểm tra trạng thái của cái việc là nhận dữ liệu. Tại vì nếu mà người dùng họ cứ nhập một dãy số liên tục, họ khi họ nhấn Ctrl Z, tức là nó là một cái dạng phím chức năng, chứ nó không phải là một cái giá trị dành cho số nguyên. Cho nên bạn không có dùng theo kiểu cầm canh được. Mà ở đây là bạn kiểm tra trạng thái. Tức là đối với trạng thái mà không còn nhận vào số nguyên được nữa thì bạn sẽ dừng cái việc nhập này. Nhưng mà khi dừng là bạn phải trả ra được giá trị số lớn nhất, giá trị số nhỏ nhất và tổng. Nhưng mà bạn phải phòng ngừa những trường hợp đó là người dùng nó thích chơi bạn. Cái việc đó là việc rất là hiển nhiên. Người ta muốn đi kiểm tra cái đoạn chương trình của bạn đó, người ta làm rất là nhiều cách. Được chưa? Rồi bây giờ để cô xóa mấy cái đoạn bên trong ha. Lấy lại cho nó nhầm. Rồi, đây. Bây giờ ví dụ như người ta nhập như thế này. Đầu tiên các bạn kêu người ta nhờ nhập dãy số nguyên đi, khi nào muốn kết thúc nhấn Ctrl Z. Thì nếu mà nhấn Ctrl Z là trên màn hình nó sẽ hiện ký tự này nè. Đó là trên màn hình là Ctrl đó nha. Là thêm cái dấu mũ rồi thêm cái chữ Z. Tức là nó biết là à lúc đó bạn nhấn Ctrl Z á, là nó tự biết nó dừng. Như vậy ví dụ có thể rất nhiều trường hợp xảy ra. Người dùng nó nhập vô 8, 9, 12, âm 1 cái nó Ctrl Z. Tức là khi đó như vậy. Đúng chưa? Cũng có thể mới vô cái nó nhấn là chỉ có một số 7 cái nó đi cần trong tay à, cần trong tay cái cũng có thể mới vô cái nó đi nhấn luôn cần trong tay, tức là chưa có đứa nào hết trơn. Thì trong trường hợp này đó bạn phải xử lý, tức là nếu rơi vào trường hợp đầu tiên là vô nó nhấn một hồi xong sau đó nó mới cần trong sách, thì bạn phải trả ra được giá trị lớn nhất là 12, giá trị nhỏ nhất là trừ 1, còn tổng á, thì chính là kết quả những đứa này cộng lại. Mà bạn cũng không có biết được nó nhập bao nhiêu số để cho bạn khai báo bấy nhiêu biến nè. Bạn chỉ có thể khai báo được một biến số nguyên thôi. Tức là mỗi một lần mà nếu nó không phải nhấn Ctrl Z thì bạn nhận cái giá trị nó nhập vào là một con số nguyên. Thì bạn có thể gọi con số nguyên đó là con N. Mỗi lần nó nhập một con số nguyên mới thì con N sẽ có giá trị mới. Cho nên hễ mỗi lần nó có giá trị mới là bạn phải cộng dồn nó vô. Rồi bạn đi so sánh để bạn tìm được số lớn nhất. Rồi bạn lại đi so sánh để bạn tìm được giá trị nhỏ nhất. Để lần sau mà nếu nó không nhận giá trị nữa thì bạn phải có kết quả sẵn rồi để bạn trả ra. Nhưng mà cái công việc mà để so sánh hay để tính toán á, mỗi lần có giá trị số nguyên mới là phải làm để đảm bảo lần sau nếu nó cần trong sách là mình có thể xuất được kết quả nha. Còn trong trường hợp ví dụ nó nhập con số cái nó cần trong sách thì dĩ nhiên tổng là biết là 7 rồi, số lớn nhất cũng sẽ là 7 và nhỏ nhất cũng sẽ là 7. Còn nếu như nó mới vô nó nhập cầm trên Z luôn thì lúc này mình báo làm sao? Tổng thì có thể báo là bằng không, nhưng mà số nhỏ nhất với lớn nhất chắc chắn bạn phải báo là không có, đúng không? Không có, tại vì nó có nhập số nào đâu mà có lớn nhất với nhỏ nhất, được chưa? Rồi đó là các cái trường hợp có khả năng xảy ra đối với bài này. Thì bây giờ sao, đâu có biết nhập bao nhiêu số nguyên, cho nên đầu tiên là cứ chỉ có thể nhập một con số nguyên thôi. Rồi bây giờ bạn sẽ làm gì? Nếu bạn nói ngôn ngữ tự nhiên á, là cho nhập vào một số nguyên đến khi cần tròn rách thì dừng, đúng không? Nếu mà bạn biết bằng ngôn ngữ tự nhiên á, tức là lặp lại các việc sau nếu còn nhập vào một số nguyên, là nếu bạn nói bằng ngôn ngữ tự nhiên đó, bước 1 nhập lại các số sau, à xin lỗi, lặp lại đi, nói vậy đi cho dễ, lặp lại các bước sau nếu còn nhập vào một số nguyên, số nguyên n nào đó, tức là nói chung là hễ còn nhập vào một con số nguyên n à, rõ luôn đó là không phải cần trong sách đó, tức là tự hiểu cần trong sách tức là không phải số nguyên nha. Cho nên nếu mà còn nhập lại thì sẽ làm cái gì, thì sẽ thứ nhất đó, là cộng dồn nó vào thằng tổng, đúng không? Đó là việc thứ nhất phải làm, tức là gì, như vậy là tổng phải được khởi tạo là bằng không trước. Như vậy anh này có thể bằng cho trước là bước 2, đúng chưa? Như vậy bước 1 sẽ là gì? Bước 1 mình biết là ha, tổng vậy phải bằng không. Phải có thêm thằng max nữa, đúng không? Lưu giá trị lớn nhất và thằng min lưu giá trị nhỏ nhất. Chưa biết khởi tạo nó bằng mấy cứ để đó trước nè. Bây giờ mỗi lần vậy là cứ tổng cộng dồn nó vào biến tổng. Rồi cộng dồn nó vào biến tổng xong thì phải so sánh để tìm được max, đúng không? Như vậy tức là bước tiếp theo là tìm max. Bước tiếp theo nữa đó là tìm min. Phải chưa? Rồi tới chừng mà khi nào mà cái bước 2 này nó dừng á, là bước 3 đó, là mình sẽ xuất tổng, xuất max.
với lại submit. Rồi, đó là cái quy trình các bước của mình. Vấn đề ở chỗ nè, nói ngôn ngữ tự nhiên thì dễ, nhưng bây giờ tới chuyện tìm match tìm sao. Tìm match thì ví dụ nếu nó mới đầu tiên nó nhập một con số thì số này chính là match mà cũng chính là min. Như vậy giả sử tôi có match với min là một con số nào đó rồi, thì mỗi lần có một con số n mới, mình đi tìm match bằng cách nào? Mình đang có match chính là số lớn nhất của những số ở phía trước, mới có một đứa mới nữa. Thì bây giờ mình phải so sánh để coi mình có cần cập nhật cái thằng match hay không. Đó là ví dụ đi, nhập 8 thì biết max là 8, nhập 9 thì mình thấy là hiện tại max đang là 8, so với đứa mới nhận là 9 thì nó nhỏ hơn, thì lúc này có phải phải cập nhật max không? Lần sau cái cập nhật max được là 9 rồi, lần sau nó nhận vào 12, cái nó nhỏ hơn đứa mới nhận vô thì lại phải cập nhật max. Như vậy nếu nói nôm na đó, cái bước tìm max này là gì? Nếu max mà nó nhỏ hơn n thì sẽ cập nhật max chính là bằng n. Đây là cái bước cập nhật cho giá trị lớn nhất, phải chưa? Còn giá trị nhỏ nhất thì sao các bạn? Khi nào cập nhật giá trị nhỏ nhất? Ừ. Khi nào thì cập nhật giá trị nhỏ nhất? Khi n bé hơn min. À, nó đang là nhỏ nhất mà cái n mới vô là nhỏ hơn nó nữa, thì coi như là n mới là giá trị nhỏ nhất, đúng chưa? Vậy nếu min mà nó còn sao lớn hơn n thì cập nhật min chính là bằng n. Nói vui vui giống như so chiều cao đi, hoặc là so cân nặng đi. Max này đang chứa cân nặng của một cái bạn nào đó nặng nhất lớp, nhưng mà có một bạn nó mới xuất hiện vô, nó nặng hơn cái cân nặng lớn nhất của lớp hiện tại, thì như vậy thì cái người mập nhất lớp là phải là cân nặng của cái bạn mới đó, phải chưa? Còn nếu như so chiều cao, đang lưu được chiều cao của cái đứa lùn nhất lớp, cái con bạn mới vô mà bây giờ cái chiều cao của bạn cao, bạn lùn nhất lớp còn cao hơn cả các bạn mới xuất hiện, thì các bạn mới xuất hiện mới là đệ nhất lùn ở trong lớp, phải chưa? Đó là min sẽ bằng n. Rồi mình đang mở mic tắt mic dừng coi. Trời ơi. Rồi bây giờ coi như là những giá trị này thì ổn rồi, nhưng bây giờ nè, cô nói bạn nếu mới vô người dùng nó không nhập gì hết, hoặc là ví dụ nó mới vô, nó có mới có con số 8 mà, thì làm sao nó so? Vậy phải có giá trị khởi tạo cho max với min chứ. Để lần đầu tiên mới nhập một đứa thì đứa đó chính là max, chính là min luôn. Tức là max phải là mấy, min phải là mấy trước đó, để nó gặp con số nào nó cũng phải đều được cập nhật như vậy hết. Vậy max phải là bao nhiêu để nó gặp bất kỳ một con số nguyên nào thì đứa đó cũng lớn hơn nó. Bạn không có cho đại một con số âm 7, âm 8 gì được. Tại vì lỡ ví dụ như người dùng họ nhập một con số nó khác nữa thì sao? Phải chưa? Cho nên max này phải bằng một giá trị âm vô cực, là âm vô cùng, như trong toán các bạn đó. Để làm gì? Nó gặp bất kỳ con số nào thì số đó cũng lớn hơn. Nói vui vui trong đây nó đang là số nguyên. Kiểu dữ liệu lưu trữ INT trong C++ của mình nó là âm 2 tỷ mấy á. Tức là nó là giá trị đó đó. Như vậy thì bạn sẽ sử dụng tính chất của cái việc đó là giá trị khởi tạo này nè, thì âm vô cùng ở trong C++ của mình đối với kiểu dữ liệu số nguyên, tức là cực tiểu của lưu trữ INT, quy ước bằng từ gì nhớ không? Chương số 2. Quên rồi hả? Rồi tôi giải xong mình tôi nhớ rồi. Đây, cực tiểu giá trị số nguyên. Còn thằng min á là bằng giá trị bao nhiêu để cho nó gặp bất kỳ số nào thì nó cũng lớn hơn, để số đó sẽ là giá trị min được cập nhật. Min bằng mấy?
khi nào tê mát? Ở dương vô cùng, dương cực đại thì nó sẽ là gì? Nt max. Về coi lại slide của chương số 2 có phải có không? Ok. Rồi, như vậy đây nó đang âm vô cùng, lần đầu tiên mới vô gặp nước. À vậy chắc chắn âm vô cùng mà. Chắc chắn nhỏ hơn số nguyên, cập nhật liền. Đây dương vô cùng, gặp một đứa chắc chắn lớn hơn cho nên cập nhật. Rồi, như vậy đi ra ngoài tới chừng mà xuất thì ai mà muốn kiểm tra là khi nào người dùng không nhập cái gì thì cũng có thể có điều kiện rồi đó. Tức là không phải lúc nào cũng xuất. Mà nếu cái gì, nếu người dùng nó có nhập giá trị thì mới làm sao? Mới đi tiến hành đó là xuất ba giá trị này. Tức là khi nào? Có phải là khi thằng max với là thằng min này phải được có sự thay đổi không? Mà được sự thay đổi tức là ít nhất một lần nhận vào được số nguyên. Như vậy tức là chỉ cần lấy một đứa thôi. Nếu max khác int min thì mới xuất những cái này, còn ngược lại thì không xuất. Tức là ngược lại bạn có thể là gì, báo là gì, xuất là không nhập số nào. Đó là cái ngôn ngữ tự nhiên. Rồi để vài phút có ai thắc mắc gì cái ngôn ngữ tự nhiên này không, trước khi cô chuyển qua cho cái sụp code. Rồi, không thấy ai thấy gì. Rồi, chuyển qua sụcốt nha. Bây giờ có N, có tổng phải không? Tổng bằng 0. Max bằng gì? À, giá trị nhỏ nhất số nguyên. Min bằng gì? Giá trị lớn nhất của số nguyên. Rồi, bây giờ điều kiện nè. Làm sao để biết còn nhập vào số nguyên N? Tức là còn nhận được dữ liệu thôi chứ không gì hết. Mỗi lần nhận giá trị cho N thì có phải là CN vào được cho N. Cái toán tử tắt nhập á, CN cái tắt nhập nó dừng khi nào? Khi nó gặp khoảng trắng. Khi nó gặp một ký tự không phải thuộc kiểu dữ liệu của nó, khi nó xuống dòng. Như vậy thì vô mà ví dụ bạn nhập Ctrl Z đâu phải kiểu dữ liệu của nó đâu, cho nên trong trường hợp đó chắc chắn cái chuyện CN và cho N là không thể diễn ra được. Tức là cái trạng thái đó nó là false. Nha, như vậy đầu tiên CL yêu cầu nhập giải số nguyên kết thúc bằng Ctrl cộng Z. Bài xuất câu đó thôi. Nhận lặp đi lặp lại trong khi còn CN được cho N. Đây là việc kiểm tra trạng thái. Trong khi cái trạng thái nhận vào cho N không có chấm phẩy ngay đây nha. Tức là tại vì nó là một cái trạng thái kiểm tra chứ nó không phải là một cái câu lệnh riêng. Ở ngay đây tự động bạn biết như vậy là nó cũng hiểu. Nó nhận cái đứa từ bên vế bên tay trái cho đứa bên vế phải. Cái toán tự tắt nhập này bạn học từ lúc của phần chương 2 đó. Đi kèm với các kiểu dữ liệu đó. Thì một cái anh nào đó là từ console nè. Nó nhận vào cho DN. Thì đây là một trạng thái có thể kiểm tra. Không có chấm phẩy nha. Tức là vẫn còn có thể nhận được vào một con số nguyên N. Thì thực hiện cộng dồn vào biến tổng. Sau đó kiểm tra. Nếu max nhỏ hơn n thì sẽ cập nhật max là bằng n. Nếu min là lớn hơn n thì cập nhật min là bằng n. Và cuối cùng đi xuống dưới kiểm tra nếu max sau lật lặp này vẫn còn bằng in min, tức là người dùng nó chưa nhập số nào hết á, thì lúc này sao xuất ra là gì? Bạn không nhập số nguyên nè.
Còn nếu ngược lại thì có đúng không? Tổng các số vừa nhập là gì? Là giá trị tổng. Rồi tiếp tục số gì nữa? Số lớn nhất trong các số vừa nhập là gì? Là max. Coi như mỗi cái có cho xuống dòng để cho nó đẹp ha. Rồi tiếp tục là số nhỏ nhất đúng không? Trong các số vừa nhập là gì? Amin. Rồi. Là xong. Bây giờ coi demo ha. Cần cho nét 7 trước. Rồi cần cho nét 5. Nhập giải số. Giờ ví dụ cô nhập mới vô cô cần transact luôn. Cần transact. Enter. Bạn không nhập số nguyên nào ha. Rồi chạy lại để vô nhập 3 âm 5 1 12 cái cô cần tròn sách được chưa, cần tròn sách như vậy mình tự đoán trước thôi, nhỏ nhất là trừ 5, lớn nhất là 12. Rồi tổng các số vừa nhập là 11 phải không? 3 trừ 5 là trừ 2, trừ 2 cộng 1 là trừ 1, trừ 1 cộng với lại 12 là 11, đúng rồi. Lớn nhất là 12 và nhỏ nhất là âm 5. Như vậy giá trị của mình thực hiện đúng. Đây là đoạn code cho chương trình. Rồi có ai thắc mắc cái gì không? Rồi sao? Ai thắc mắc gì? Không thấy nói gì hết trơn. Phản hồi dùm cái. Tôi đọc thoại vậy. Ừ, được chưa? Rồi cô. Rồi các bạn khác thế nào? Dạ được ạ. Rồi hôm nay chắc dừng lại ở phần lab 4 này thôi. Lab 5 thì phải để tuần sau rồi. Tuần sau thì cứ sáng lý thuyết, chiều thì qua phần lab 5. Lý thuyết tuần sau là qua chương hàm rồi nha. Qua phần hàm rồi. Còn thực hành thì vẫn còn nằm ở phần chương số 3. Tức là mình làm qua phần for. For thì nó sẽ có tính toán cơ bản, với lại bắt đầu là tận dụng cái việc các vòng lặp nó lồng nhau. Trên thực tế while lặp while, while lặp for cũng vẫn bình thường ha. Nhớ dùm tính chất thôi, mỗi lần lập của các anh bên ngoài thì phải thực hiện hết các lệnh bên trong. Như vậy vô tình giả sử đi ha, cái if này nó không phải là cái lệnh if này mà nó lại là một cái lệnh lập, thì tức là mỗi lần lập dành cho cái việc nhận vật cái giá trị này, thả vòng lập bên ngoài vào thực hiện lệnh thứ nhất, hết lệnh thứ nhất thì tới lệnh thứ hai, hết lệnh thứ hai thì tới hết lệnh thứ ba. Tức là nếu vòng lập lồng vào bên trong vòng lập thì mỗi một lần của vòng lặp bên ngoài nó phải chạy hết cái số lượng lần lặp ở bên trong, nó mới gọi là kết thúc được vòng lặp trong. Đó là cái bản chất. Thì về nhà coi chuẩn bị trước cho cô bài thực hành của phần lắp 5 nha. Phần cơ bản lo chuẩn bị trước hết cái phần cơ bản đi. Phần bài làm thêm thì bữa sau nói từ từ. Rồi bây giờ điểm danh. Còn lý thuyết thì về coi trước dòng slide của chương hàm nha. Rồi, để ẩn bớt một vài cột ăn cho nó đỡ chiếm diện tích quá. Rồi, bây giờ đây. Ôi, hình như tôi ẩn nó còn dư cái cột này cho nên nhìn nó mệt quá. Chờ xíu. Ẩn luôn cái đây. Cô chỉ qua cách viết for trên cái new đồ đi cô.
for trên Lưu đồ thì Lưu đồ thì ở trên cái việc volume thì các bạn chỉ việc chọn vào for rồi bên trong bạn đưa điều kiện vào thôi. Cái phần Lưu đồ for có cái gì đâu mà khó, bữa như đã có chỉ một lần rồi mà. Đâu rồi, để coi kiếm đâu rồi, volume. Thì về nhà mày mổ các đồng chí cái khả năng tự học các đồng chí nó dở ghê luôn á. Click vào nè, chọn for rồi đưa cái điều kiện vô đây. Đúng không? Đây người ta chọn nè variable tức là cái biến để bắt đầu khởi tạo nè, ví dụ biến y đi, y vô đây nó chưa khai báo đúng không, thì lo khai báo bên ngoài trước, delete cái đồng chí lười tự tự mày mò quá ha. Rồi coi như cái biến nào, biến y nè, giá trị bắt đầu nè, giá trị kết thúc nè, ví dụ chạy tới nhiêu, chạy tới 10 đi, còn không ví dụ có n thì gọi n vô, cái n đã phải được nhập rồi. Increasing là giá trị tăng dần, decreasing tức là giảm dần, tức là bạn cho lập tiến hay là lập lùi đó. Bước nhảy của bạn là tăng hay là bước nhảy của bạn là giảm. Thì bây giờ đi từ 1 tới 10 thì chắc chắn là increasing là tăng rồi. Nhảy bao nhiêu? Trời ơi, cái này đọc tiếng Anh một xíu đi trời. Khổ ghê. Nó có cái gì khó để hình dung đâu. Thì ví dụ giờ ví dụ cho bước nhảy là một, ok. Đây nó thiết kế cho bạn rồi thì mỗi lần như vậy làm gì? Thực hiện lệnh gì để ở đây? Còn này tức là thể hiện cho cái việc sai nè. Thì ví dụ như mỗi lần vậy là cái gì, xuất ra đi. À xuất ra gì, xuất y ra đi. Rồi xuống dòng đó, ok. Kết thúc thì thôi. Thì đây nè. Đó, có cái gì đâu. Phải À, chưa? đã ok rồi cô. Trời ơi, giờ không ok tôi cho ăn đòn chứ ở đó. Đáng lẽ mấy cái này phải tập mày mò chứ. Rồi, điểm danh Nguyễn Duy. Vắng. Nguyễn Xuân Thao vắng luôn phải không, để coi có đồng chí nào nó chết không, đồng chí nào hôm nay vắng vài bữa tới chừng qua chương hàm mới qua chương mãn nó ngồi khóc nè, tại vì chương hàm với chương mãn thì phải rành mấy cái lệnh cơ sở này hết, đặc biệt là chương mãn lệnh lập mà không rành cái tới chừng đi qua mãn cái ngồi nó khóc không à. Tiến Lộc, ủa tôi kêu đúng lớp không vậy, tôi kêu đúng mã lớp mà phải không, cái gì mà một loạt nó nghỉ hết trơn vậy, đúng mã lớp mà. Tiến Lộc vắng luôn. Bình An Dạ vắng bạn An kêu là bạn có gửi mail qua để xin cô nghỉ không? rồi, vậy thì để chết. Lam Anh, Dạ có. Bình Anh, Rất có. Phạm Ánh, Dạ có. Cảnh Bảo, Dạ có. Kiều Trinh, Dạ có. Hữu Dinh, Dạ có. Quỳ Dung, Dạ có. Ngọc Dung, Dạ có. Hồng Duyên, Ngô Thị Hồng Duyên, có Tô Thị Mỹ Duyên, Dạ có. Võ Thị Thảo Duyên, Dạ có. Phạm Tiến Dũng, Dạ có. Phạm Thị Thùy Dương, Dạ có. Nguyễn Phạm Xuân Đan, Dạ có. Lê Thành Đạt, Dạ có. Tân Hồng Giang, Dạ có. Mai Ngọc Giàu, Dạ có. Dương Thị Ngọc Hân, Dạ có. Lê Nguyễn Ngọc Hân, Dạ có. Phạm Hồng Hân, Dạ có. Huỳnh Thị Thanh Hiền, Dạ có. Huỳnh Thế Hiển, Huỳnh Thế Hiển vắng ha. Phùng Thanh Hiệu, Dạ có. Chu Gia Huy, Dạ có Lâm Quốc Huy vắng, Nguyễn Gia Huy, cô. Dạ có. Lê Thị Ngọc Huyền, Dạ có. Nguyễn Thị Thu Huyền, Dạ có. Võ Huỳnh Xuân Hương, Dạ có. Võ Thị Mai Hương, Võ Thị Mai Hương vắng, Nguyễn Quốc Khang, Dạ có. Trương Quốc Khang, Có. Đỗ Nhật Hoàng Khanh, Dạ có. Hoàng Minh Khoa, Có Lê Khánh Linh. ạ. Dạ bạn Linh, chỗ bạn bị ngập lụt với cúp điện nên bạn xin nghỉ nha cô. Rồi, có gì nói bạn khi nào có điện lại thì gửi mail cô nhé. Dạ. Nếu như có được internet. Võ Phương Linh, Dạ có. Nguyễn Thành Lộc, Dạ có.
cái gì mà chạy vô chen vô rồi em Mai Hương có nha cô. Nhắn nhủ để từ từ chốt nhớ giùm cô là ngay tại Nguyễn Thành Lộc nha các bạn. Xíu cái tôi lại quên. Rồi. Lộc đúng không? Rồi, Nguyễn Thị Ngọc Mai. Ngọc Mai vắng hả? Phạm Thị Thanh Mai. Dạ có. Hoàng Hữu Minh. Dạ có. Lâm Thị Diễm My. Dạ có. Trương Vina. Dạ có. Trần Kim Ngân. Dạ có. Nguyễn Hoài Ngọc. Dạ có. Lê Thị Minh Nguyệt. Có. Đào Thị Thanh Nhã. Dạ có. Hồ Trọng Nhân. Dạ có. Hồ Trọng Nhân có không em? Dạ có cô. Ờ, mic em nhỏ quá nha Nhân, cho nên khó nghe. Rồi. Võ Thị Ngọc Châu. Dạ có. Hứa Thái Kim Dung. Dạ có. Nguyễn Nam Triều Tiên. Dạ có. Lại Anh Hương. Dạ có. Trần Thanh Trúc. Dạ có. Hà Vân Yến. Dạ có. Đặng Vạn Như Ý. Dạ có. Trần Tấn Đạt. Dạ có. Phan Thị Hồng Nhi. Dạ có. Rồi, nói chung là hôm nay lớp có chuẩn bị bài, cho nên nó là coi như ghi nhận cái sự tiến bộ các bạn cố gắng phát huy. Bạn này có cô, bạn này bạn chắc có nhỉ? Bạn nào em? Nguyễn Thị Ngọc Mai. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Đâu rồi Nguyễn Thị Ngọc Mai? Ủa hồi nãy như cô để bạn có rồi nè. Nguyễn Thị Ngọc Mai, từ từ để kéo qua coi. À rồi, ok. Ngọc Mai có. Rồi. Về coi trước bài, được chưa? Hình như có hỏi trắc nghiệm chương 3 cô chưa có bật hả? Chưa. À chưa rồi. Rồi ok, để tối nay có gì bật. Khi nào bật thì có gì cô nhắn qua LMS nha. Nhắn tin nhắn message trên LMS để cho các bạn biết. Bật trễ thì cái thời gian kết cho các bạn nó trễ thôi. Tức là cứ tính từ thời gian bật đến thời gian kết của cái câu hỏi trắc nghiệm tuần đó sẽ là một tuần. Đồng thời có khả năng câu hỏi trắc nghiệm giữa kỳ của các bạn thì để cô coi tùy tình hình cô tham khảo với quý thầy cô ở các lớp khác. Có thể cho các bạn sẽ làm câu hỏi trắc nghiệm để lấy điểm giữa kỳ. Nó rơi vào cỡ khoảng cái tuần cuối học lý thuyết. Tuần cuối học lý thuyết. Còn thực hành thì tại vì nếu mà mình thực hành tới đủ 10 tuần thực hành thì mai mốt tới chừng mà đi học offline lại thì mình sẽ vẫn còn. Mình vẫn còn. Nên nó là cứ coi như để cái việc đó là để mai mốt mình ôn thi cuối kỳ. Còn có thể là trắc nghiệm online mà giống như cô nói hôm trước, đổi hình thức giữa kỳ. Tại vì dịch nó cũng đang chưa có cái dấu hiệu đó là khi nào các bạn được đi học offline trở lại, giờ chưa có thông tin. Cho nên là giữa kỳ thì có thể sẽ cho kiểm sau khi mà các bạn có cỡ khoảng tuần lý thuyết kết thúc. Thì do tuần này nghỉ, tuần sau là tuần lý thuyết thứ 7 rồi. Đó là bạn chỉ còn buổi 7, buổi 8, buổi 9, buổi 10. Thì bạn có thể làm bài kiểm tra trắc nghiệm online, nó rơi vào cỡ khoảng tuần thứ 10. Tuần lý thuyết thứ 10 nha. Thì dĩ nhiên cái giờ thì cô sẽ ấn định cho các bạn nó rơi vào một cái buổi nào đó. Có thể nó trong khoảng thời gian học. Cũng có thể là cô sẽ dịch chuyển nó qua một cái buổi khác. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có cột mốc thời gian. Nha. Thì có gì cô sẽ báo trước cho bạn 1-2 tuần trước khi bạn làm. Rồi, trên tinh thần là như vậy. Rồi, được chưa? Buổi nay còn gì thắc mắc không? Nếu không thì mình sẽ kết thúc. Chưa bạn ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà chưa vậy bạn? Gì vậy? Bạn Minh và Trách Mích. Nhân bạn Nhân. Rồi, nếu không còn gì thắc mắc thì thôi mình nghỉ nha. Xem bài của phần lab thứ 5 và xem trước bài học slide của chương số 4 giờ. Rồi, chào các bạn. Chúc cô buổi tối ngon miệng.